Chào các bạn. Thì hôm nay thì mình vào trong group Dailymotion thì mình thấy được cái tin này của bạn Lãnh Quyết, bạn bạn đưa lên là có một bạn up video lên Dailymotion, nhưng mà đặt cái tiêu đề đào mộ cuốc mã gì đó, những cái ai mà ăn cắp, với các bạn liệt kê ra cái mấy cái user luôn đó. Thì thật sự mà nói thì cái ăn cắp hay không thì mọi người tự hiểu ha. Thật sự là bạn này cũng đang lấy lại video bản quyền của VTV để mà đưa lên thôi. Bạn ấy cũng ăn cắp chứ không riêng gì những cái người mà bạn ấy được liệt kê ở đây. Cái trong video này mình muốn nói á, là mình muốn chia sẻ trong nội dung trong video này là các bạn có thể tự tải được video trên VTV giải trí mà không cần phải tải lại cái video của cái bạn này. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách tải video trên VTV giải trí. Trên này thì có rất là nhiều phim để các bạn có nhiều video các bạn có thể tải. Mặc định thì cái trang này thì nếu các bạn dùng IDM thì các bạn tải về được, nhưng mà các bạn không play được, không chạy được, không 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 phát được. Do đó mình phải tải thông qua cái code. Code thì trên cái blog của mình thì có chỉ rồi. Nếu các bạn không tìm thấy cái bài viết thôi thì các bạn cứ search cái từ khóa là tải video á. Thì các bạn thấy ngay cái bài đầu tiên luôn nè, cách tải video từ các cái trang web chặn không cho download rồi. Đó, thì trong nội dung này là cái bài này là mình có gửi link lên. Và trong này là đây chính là cái đoạn code để mà tải cái mấy nè. Đó. Thì mình cũng định làm cái video sử dụng, nhưng mà hiện tại mình chưa có làm video sử dụng trong sẵn trong video này mình làm luôn. Có dịp này mình làm luôn. Thì ví dụ như ở đây mình tải cái video mình B đi. Mình coi tập 17 nha. Đó. Đó, thì nếu mà mình tải ở đây thì nó có bắt định dạng, ví dụ như mình tải bắt định dạng nè. Nó không có tải được. Đó, không 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 tải được cái video trực tiếp đây. Đó. Do đó là bây giờ mình muốn tải được cái video này thì mình phải lấy được cái link. Một á, là các bạn có thể sử dụng cái IDM mà để mà lấy luôn cái video 720 nè. Đó, các bạn có copy được cái đường này, là cái đây chính là cái file đường link M3U8 nè. Đó. Đây là chính cái đường link M3U8 của cái chất lượng là 720 nè. Đó, thì bạn dán vô cái đường link URL đây. Đó. Tức là nguyên cái đoạn code của mình tải là nó sẽ là như thế này. Đây là cái tên file, đặt cái tên file cái đầu ra. Đó, đây là cái đường link M3U8. Nếu mà bạn không có ADM, không có ADM thì làm như thế nào? Không có ADM thì các bạn mở cái bấm Ctrl Shift Y, mở cái trình debug trình duyệt lên. Mở qua cái tab Network nè. Nè. Thì ở đây mình cũng có chỉ nè. Nếu không có IDM thì có thể dùng chức năng bất code F12 nè. Để mà tìm trong cái tab Network. Đó. Rồi thì mở ra xong các bạn refresh lại. Refresh lại. Thì nó sẽ load lại cái tập phim này. Và sau khi nó load lại xong thì có thể nó sẽ play lại cái này. Tắt đi ha. Rồi bắt đầu ở đây mình nhập cái từ khóa là M3U8. Ở đây nó liệt kê lên hai hai cái link nè. Ở đây là nó chỉ có là 360 nè, đây là link 720 nè. Còn cái này là link tổng thể. Trong cái link này thì nó có liệt kê. Nếu mà các bạn mở mở cái link này ra thì nó sẽ trong cái link này nè. Nó sẽ liệt kê cho mình là ba cái đường link. Ba người đường lên 360 nè, 480 nè, đó, 720 nè. Đây chính là ba cái đường link đó nè. Nếu mà các bạn tải cái file master là mình sẽ có ba đường link lên. Đó. Sau khi mình có được cái đường link này á, thì bắt đầu mình sử dụng cái code của FFmpeg. Thì FFmpeg thì các bạn cứ lên ffmpeg.org các bạn tải về thôi. Thì ở đây mình xài cái
cái FFMVG mình tải về, do cái FFMVG mình đặt trong cái thư mục là 64 thì dành cho phiên bản Win 64 nên mình mới trỏ đến cái thư mục Win 64 nha. Rồi sau đó mình sử dụng cái code này đây, rồi mình dán ra đây, mình enter phát là nó tải và các bạn chờ nó đi, nó sẽ tải xong. Tải xong thì mình vào trong cái thư mục mà nó mình đặt á, là mình đang ở thư mục là 64 á ha. Thì các bạn sẽ thấy cái tên file là video output, rồi tải cái file đó chất lượng là 720 pixel. Đây mình đang ở thư mục 64 này, đâu rồi, video output, đây video output đang 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 load nha các bạn. À, đó thì của các bạn cứ chờ nó tải xong rồi các bạn có thể cắt hay là chỉnh sửa gì đó xong rồi upload lên, nó tùy. Hả, ở đây muốn thì mình cắm mình tải luôn full bộ này luôn, chỉ không nhất thiết là phải lấy video của trên Dailymotion về các bạn tải lại đâu. Hả, thì thật sự là cái này thì nó sẽ phát trực tiếp lên cho TV, thì nó có để cái logo của VTV3 lên đây, còn trên này thì nó không có logo của VTV luôn. Rồi à, như vậy nha. Nếu bạn nào mà có thắc mắc là muốn tải thêm ở những cái trang khác thì có thể bình luận ở dưới video này, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải được video đó. Rồi, chào các bạn.